Cảm ơn cảnh quan thân thương của gia đình đã yêu mến và tặng cho Phương Hằng. Xin cảm ơn rất nhiều. Và tiếp theo đây thì Phương Hằng xin trình bày. Giờ quý vị muốn hơi dài hay hơi ngắn à? Dạ. Vừa dài vừa ngắn. Vâng. Và tiếp theo đây thì Phương Hằng xin trích đoạn. Dương lên tiếp sức cái chị đi. Đương. Vâng. Theo yêu cầu của gia đình thì Phương Hằng sẽ trình bày với một lớp trích đoạn lệnh truy nã, tức là tướng cướp si tình của tác giả Đăng Minh và Xuân Giang. Xin mời cùng thưởng thức. Dạ, vậy là chị Hằng dài, em ngắn. Dòng cổ em ngắn, dòng cổ chị dài. Dạ. Còn em muốn dài luôn thì mình... Thôi, được rồi. Dạ. Dài cát, dài điệu điệu phải cởi nút cái áo ra. Thủy Tiên. Thủy Tiên à, tại sao em buồn vậy Thủy Tiên? Tôi không ngờ, tôi không ngờ ông là một tên cướp. Thủy Tiên, Thủy Tiên à, em nói gì mà anh không hiểu? Đừng đóng kịch. Hãy giữ chiếc chân hôn xoàn 11 đi đó. Và nhớ rằng giữa tôi và ông chữ yêu thương. Nói cho anh nghe. Người đàn bà bị bắt bàn tay chính là mẹ ruột của tôi. Trời ơi, ông là con thú hay con thú? Cái bàn tay người nuôi dưỡng tình yêu. Thiên ơi, xin em dần cơn bấn loạn. Anh vẫn là anh, vẫn chân chất. Mặc kệ hung đồ, anh xin em chớ qua lạnh lùng mà tôi hiếm cho anh. Tôi thương em càng chạy chuỗi quanh cô là càng lộ rõ chân tướng của một kẻ gian manh, một con người già trá. Vì khi đôi mặt của ông tôi đang có đủ chân lý của một quan tòa tạm dân tên tội phạm, thì đừng đừng ông ơi đừng nói chi thêm những lời đừng mật để tiếp tục su vào cơn đam mê điên loạn. Cái giữa tôi và ông chỉ còn một con đường duy nhất là đường ông đi. Đường tôi bước đôi ngã chia ly ai phương trời ly biệt. Ông bước vào cơn đam mê điên loạn, còn tôi đem bước đau thương mà nghe triệu năng tâm hồn. Tại sao em cứ nguyền rủa anh mà em không cho anh nói? Em có biết là anh đang đau khổ lắm không em? Em có biết là anh sắp điên loạn không? Còn đau khổ nào hơn mà ông bao tôi dằn cơn bi phẫn. Ông tính nay điên qua những hành vi tội ác để khổ cho tôi. Khi mọi duyên xưa giờ như chiếc lá lìa bỏ cành xanh đi vào các bụi, thì ông ơi, thì ông ơi đừng nói chi thêm những lời ngọt ngào cho lòng tèm đau cay đắng ký lòng vào đôi tay tiêu tôi. Đời đen trắng trong ký lòng tôi đặt hết niềm tin vào mối tình đầu, có ngờ đâu, có ngờ đâu được.
đây như chúng ta đã chưa cùng tâm hoàng cầu đã Thủy Tiên à, Thủy Tiên ơi, anh như cái nén trao nghiêng lần xuống phương nam tránh cơn tuyết giá. Còn em là nắng ban mai, là cội cành xanh lá cho chim nhỏ cô đơn có nơi xây tổ. Thì xin em chớ vội ra đi, trở thành cơn bão cuốn xoay đời anh vào cơn gió giang hồ. Tình đáng em như mặt hồ vắng lặng, ai nỡ gây ra sông gió ba đầu. Thủy Tiên, nếu em nghĩ anh là tên tội phạm, anh sẵn sàng, anh sẵn sàng chết trước mặt của em nè. Cuộc đời của anh nói lần đằng đau đau, dối mắt nhìn đời lạnh lùng. Tình yêu của em như giọt lệ xanh kỳ diệu, tươi mát đời anh với tình hồng. Trời ơi, em không tin anh hả Thủy Tiên? Lời đừng mật che giấu tâm lòng giảng dối, tôi thương ông qua lần kinh thi. Tôi lòng tình yêu một kẻ yêu hèn, nghe trời đang mưa tay đổ. Thủy Tiên ơi, lời kết án của em như càng lưỡi dao nhọn, anh xa rời như kẻ bị khoanh tay. Không, anh không như lời suy đoán của em đâu, anh vô tội mà. Anh vô tội thì làm sao anh nhận tội? Một kiếp gió xuống nửa đời ngang dọc, quay nước dọc trời chưa từng rúng sợ vì hiểm nguy. Em đừng hiểu lầm rồi làm tan nhớ tình ta. Tiếng ơi còn gì đau đớn xót xa, nhìn em dừng để mà đào rồi cầm. Rốt cuộc là không có, rốt cuộc là anh chặt tay mẹ vợ hả? Đúng rồi. Đó là tương cốt giờ hết rồi. Giờ hết rồi. Thôi bình thường mà chị. Thôi bây giờ trở lại bình thường rồi. Xin chào quý vị. Yeah.